Chào tất cả anh em nhà mình nhé. Nay nhà mình chung thực tế trên sông nhé các bác nhé. Con máy này là con máy 16 phép bên em chung nhé. Đấy, tất cả các bản 16 bên em bán là bản cao cấp nhất bên em chung nhé các bác nhé. Chứ không phải là bản thường đâu. Bên em là bán chỉ một bản duy nhất thôi. Đấy, còn ngoại trừ anh em là thích rẻ, thấp hơn nhiều so với giá em đang bán ấy, thì các bạn có khả năng là các bạn sẽ đặt riêng. Còn những cái mức giá như vậy là chủ yếu nó phụ thuộc vào linh kiện các bạn. Đấy, nhưng anh em nào đang dùng máy 16 bên em chung thì biết rồi, độ hút cá của nó rất là mạnh các bạn. Đây nhỉ các bạn nhá, đã lên là lên luôn nhé, đừng có nói chuyện chạy với em nó các bạn. Con 16 này đánh tanh lắm, không đùa được của nó đâu. Không có thì thôi. Đấy các bạn ơi. Úi trời ơi các bạn ơi, dính luôn hàng khủng này các bạn này. Nên rất nhẹ nhàng và đẹp nha các bạn nhá. Đấy, em chung này, em chung đánh thực tế trên sông nha các bạn nhá. Đấy, chứ không phải là em đánh ao hồ. Bác nhìn con cá rất là lâu tịnh này. Đấy, sông hôm nay nước rất là lớn nha các bác nhá. Nước vào đồng cho nên rất là lớn. Đấy, các bác nhìn em chung đánh những cái con cá mà nó ít khi đảo lắm. Nó không như những video của những anh em khác người ta làm đâu các bạn. Đánh đảo như mà làm. Nhưng bên em thì không có chuyện đảo như mà làm. Con nào đã chạy là mày chạy đi. Còn con nào mày đã đi là đi luôn thôi nhá. Mình bắt về nó nhẹ nhàng các bạn. Bây giờ sông ít cá mà mình thảy suốt thì mình rất là tiếc. Bây giờ con cá nó khô lắm, nó không ở quá gần bãi đâu. Với hai nữa là nó khỏe, nó nhiều đánh mình đánh nhiều cái nó khỏe điện các bạn, nó kháng điện tốt lắm. Đấy các bạn thấy chưa, nổi từ từ như kiểu là cái dép xốp luôn các bạn. Đây nha anh em xem thực tế em chung đánh nhá, con máy 16 phép em chung đây. Đấy, rồi anh em có khả năng sẽ tham khảo cái con máy của mình để so sánh. Đấy, bên em nhận sửa chữa độ chế tất cả các dòng máy nâng cấp từ ngọt mặn nợ. Những con máy nào anh em không hiệu quả thì anh em cứ liên hệ với em Trung nhé, em Trung sẽ giúp mọi người. Em Trung không phân biệt là anh em mua ở đâu, cứ có nhu cầu này em làm, em chỉ biết làm hết tâm thôi nhá các bác nhá. Chứ không nhiều anh em hỏi anh ơi anh sửa chữa đặt vật này có chết, em không bảo hành gì con nhá. Cái gì cả em Trung cũng phải rõ ràng. Đấy, em Trung đánh một đoạn rồi, em Trung xin phép. Em Trung này xin được tiếp tục chào mọi người nhé. Em Trung hôm nay lại tiếp tục thực tế trên sông con máy đây nhé các bác nhé. Đấy, con máy này máy 16 phép bên em. Đấy, thì em Trung sẽ vào việc luôn nha các bác, vì nó đang rất lắng. Nó lắng quá cho nên là phải vào việc luôn, còn phải về các bạn, không say nắng chết luôn. Đấy, em Trung sẽ xin thực tế con máy 16. Con máy 16 này cũng có một số video rồi các bác nhé. Đấy, trời ơi các bác ơi. À, tiện thể đây em xin nói luôn với các bác là con máy 16 này là máy của bên em là cấu hình rất là cao nha các bác nhá. Đấy, so với thị trường thì giá nó cũng chẳng cao đâu, nó cũng chỉnh hơn chỗ khác một tí chút thôi, chứ cũng không phải là cao đâu các bác nhá. Đấy, tiền nào thì phải đấy thôi, nó sẽ đánh ok. Nói thật ra là có đồ của bọn em nó có tốt tí thì các bác cũng vào cho các bác thôi, thì các bác đỡ hỏng hóc vặt, thì đỡ gửi đi gửi vô, thì đỡ mất công mất việc, mà hai nữa nó tốt cho mình, người được hưởng lợi là khách hàng, chứ bọn em chẳng được đâu các bạn. Nhiều lúc anh em cứ hỏi rồi bảo là đắt rẻ cho nên em rất là ngại nha các bác nhá. Đấy, thì em giải thích luôn cho anh em khách hàng như thế. Đấy các bạn, mình cứ tưởng chạy mất nhưng không chạy nha các bác nhá. Sựng luôn nha các bác nhá. Đứng sựng luôn các bác ạ. Đây con dâu phi đây. Thời tiết nó hơi lắng các bạn. Em còn đang thấy chóng mặt rồi đấy. Đấy. Các bác thấy máy của em Trung đánh có tạm được không ạ? Đấy, nó không có quay hay là nó đảo quá nhiều đâu các bác nhá. Đấy, nó không có quay hay đảo quá nhiều đâu. Kể cả máy nâng cấp em cũng làm hết mình thôi, làm đúng như cái kiểu bên em căn chỉnh này.
nếu con máy nào mà em kiểm tra ok thì em để lại, không ok em căn chỉnh đúng như kiểu của bên em chung luôn. Đấy, chứ cũng chẳng bao giờ em bảo là không mua máy bên mình làm cho nó vừa vừa thế, không có. Em chỉ biết là nào hết mình. Đấy, được như nào và anh em dùng như thế và anh em dùng phải giữ gìn cho em chung. Chỉ cần hai điều đấy là máy nó tự bền. Còn về vớ được anh em cứ làm như kiểu đồ đạt được là chết luôn. Bền hay không là chỉ cần các bác giữ là nó bền. Sợ các bác ơi. Đấy, em chung không có cắt ghép chỉnh sửa đâu các bác nhé. Đánh một đoạn đấy mà nó không có cá mà em chung vẫn cứ để mà. Đấy, em có cắt ghép đâu. Tức là xem những cái video này nó là gọi là video thực tế hay còn gọi là video thật chất luôn các bạn. Các bác cứ để ý mà anh em đánh, người ta vừa đánh một đoạn đấy, người ta đã đảo đặt vào phát cá nên luôn. Nhiều anh em họ mua họ lại thích em thật đấy, tức là chú có hay không chú để thực tế anh rất dễ tham khảo con máy.